nó có uống thuốc, nhưng mà em thấy đa số khách em thì không uống cũng không có sao. Nhưng mà mình vệ sinh kỹ chút, tại vì cái môi cái chỗ mình ăn uống á nó dễ bị giống như những trường hợp nhất là nó giống như là nó bị nổi mụn nước lên á. Nhưng mà đó là rất là hiếm sẽ là trường hợp đó. Mình uống thuốc và mình sẽ uống thuốc nó có cái phần kháng sinh để giảm sưng giảm viêm, nhưng mà mình làm môi thì không có sưng, cho nên là về chị vệ sinh kỹ giùm em là được. Thông thường là sẽ có uống thuốc 2 ngày, nhưng mà phải uống thuốc nữa tốn tiền, nó cũng tốn hơn trăm mấy tiền thuốc. Chị vệ sinh kỹ giúp em là rửa hả? Rửa muối hả? Mình lo mà nước muối sinh lý á. Thôi cho nước muối sinh lý 500ml thì mình thấm miếng bông. Miếng bông rồi xong mình vắt cho ráo rồi chậm chậm cái môi thôi. Ăn uống gì mà nó dính lên cái môi chút á thì chị thấm miếng bông rồi chị chậm lên thôi, đừng có chà. Rồi đến cái ngày thứ ba là cái ngày mà nó bắt đầu nứt á, nứt nó bắt đầu bong á thì mình đợi cho nó tự bong, mình đừng có lấy tay mình gỡ khi mà nó chưa có bong hẳn á thì nó dễ chảy máu, đó là nó không có bong. Mình cứ ăn nãy thịt bò với nước tương với gì ta, rau muống cà phê. Cà phê rau muống là giống như mấy cái mà nó bị sưng mà cái vết thương á sợ nó lòi, còn này thì nó mình cử là những cái ba thứ đó là bởi vì nó cái màu á, cái màu nó đen nó dễ làm cho cái môi mình nó bị thâm thâm rồi. Khi mà bong rồi thì mình uống nó, những cái có nhiều vitamin C á thì nó lên màu đẹp, nó nhanh lên màu, với lại nó lên màu đẹp. Nước cam đó hả? Đúng, nước cam cam không? Cam nước thơm cam thơm mình ép hoặc mình ăn gì đều được. Ủa rồi khi nào mình mới ăn được mấy cái thịt bò rồi? Và sau một tháng. Sau một tháng. Sau một tháng thì ăn được rồi. Nó diễn nó ửng cái màu từ trong lên đó. Không phải là nó bám cái lớp mực đỏ đậm ở ngoài. Nên cái đồn hơn. Mở mắt lên rồi. Đau dữ không? Ước tổng đau sao không thấy đó. Có kèm xong là thấy nó hơi kiểu hơi bầm bầm á, tại vì lúc đó là nó mới kéo da non à, giống như là mình có cái vết thương mà nó vừa mới bong cái mài ra thì nó sẽ hơi cảm giác nó hơi bầm bầm chút, màu nó sẽ lên từ từ. Giờ mình đấu sức gì đâu không? Qua ngày thứ ba thì mình có thể bôi cái Vaseline này. Cái Vaseline cũ hả? Đúng rồi, cái Vaseline bình thường mình dưỡng môi á. Cho nó không có nứt á, chỉ bôi cái đó thôi. Chỉ cần bôi cái đó không. Ngày thứ ba hả? Ngày thứ ba mới bôi. Còn mấy ngày này cứ vệ sinh bình thường. Đúng rồi, cứ vệ sinh bình thường mình hạn chế cho nó bị giống như là bây giờ là nó chưa có cái da nó chưa có khép lại á. Mình hạn chế là thấm nước. Giống như là ngâm nước vô á, cái mài này cái màu nó dễ bị tụt. Về hút cháo. Không ăn uống bình thường, làm xong cái mình ăn bình thường, nhưng mà mình hạn chế là giống như ngâm cái thức ăn mà dính trực tiếp lên cái môi á. Giống như mình ăn thì mình há to ra thì đút sâu vô trong. Môi này có sưng gì đâu mà há không được.
Vậy thì bị rút âm. Ấy cắn cái răng này, cắn cái răng, em lau cái răng. Nhìn răng ra. Thì xúc miệng nó ra mà phải không? Ăn nước phun ra cái là nó không, mình chỉ bôi lên chỗ là lau. Bữa làm chân mày thấy người ta có ủ á, chân mày làm xong cái bằng để lên thì cái chân mày ví dụ như là chân mày mà điêu khắc này thì sẽ ủ, nhưng mà chân mày sau này làm kỹ thuật mới là hair chóc hoặc là mình phun á thì không cần ủ, tới đâu lau tới đó. Còn cái môi phun là ủ. Giống vậy luôn hả? Hay là phun để lấy là phun thì giống như là cái môi bây giờ tại vì nó đang còn mở á thì mình cũng có thể ủ thêm 2 phút nữa cũng được, mà không ủ thì cũng không sao. Bây giờ cái chỗ mà nãy mình đi kim lên đó, nó vẫn còn đang mở cho nên là mình chỉ cần ủ có đau. Bữa nào dưới đây nè, đau hả? Đau dưới cái đuôi á. Đa số mình làm điêu khắc là khách ngủ khò khò, đợt làm cái chân mày cũng nằm ngủ luôn, tại vì nằm cứ đi cảm giác đi rạc trên da nằm ngủ luôn, ngủ quá. Và chân mày là xài kim khác phải không? Hay cũng vậy, giống vậy luôn kim á. Kim hả? Chắc không, kim thì không? Chân mày thì chân mày mà phun á thì sẽ đi kim 1, còn điêu khắc là mình dùng dao. Dùng dao đi bằng 2. Nghĩ sực. Còn phun á thì sẽ là kim. Hình như ở dưới cái đuôi đó nó gì á. Nó phun hay sao? Chứ không phải là nó. Đúng là của mình là chỉ có đi điêu khắc ở cái mấy sợi ở đầu, còn phần đuôi là vẫn là phun á. Nhưng mà của mình nó hơi nó sợ bị to không à. Nhưng mà cuối cùng là khi bông ra là cảm giác người ta lại thấy nó bị nhỏ lại không thích. Đợt làm xong cái chân mày mình cũng vậy nè, đợt cái chị kia làm cho là mới làm xong là cực kỳ thích luôn. Sau đó là tới lúc nó bông á cái thấy nó nhỏ xíu, thấy khó chịu rồi xong đợt này nó lại lại nữa. Được mà, hay là chị điêu khắc, chị làm hair chóc như vậy cũng được. Hair chóc thì nó sợi sợi. Nhưng mà thông thường á, khi mà mình mới làm thì cái màu mực nó sẽ là không rút máu. Này đỏ cam không? Nãy là mình đi tông đỏ cam. Tại vì những cái môi mà đi, những cái môi mà có thâm là không thể nào mà đỏ hẳn được. Đỏ hẳn hoặc đỏ bầm. Thông thường là mình muốn ra tông hồng á là mình sẽ đi tông đỏ không. Là nó khi bông ra nó sẽ ra được màu hồng lợt hồng, hồng đỏ. Còn đối với những cái môi mà có thâm là phải có anh cam vô. Còn đi đỏ vô luôn là nó càng bị sậm. Vậy thì không sao, còn những người mà giống như quen xài xong mỗi ngày luôn á, cái vừa mới bông ra cái thấy cái môi nó màu nó lọt quá chịu không nổi cái bôi son vô thì như vậy nó là sẽ làm cho cái màu của mình nó bị xỉn đi. Tại vì trong son thì đâu phải là xài cái nào là đúng là hàng hiệu đâu, không có chịu.
Đó xong rồi đó.